Chào mừng các bạn đã đến với kênh Công ty Công nghệ Mật mã, nơi chia sẻ những thông tin công nghệ hữu ích. Và mình là Thanh Quý, chuyên viên marketing. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi email đến nhiều người bằng CC và BCC trong Gmail. Đây là cách giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Để gửi email cho nhiều người, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình. Sau đó bạn sẽ vào soạn thư, nhập nội dung email. Tiếp đến ở đây, bạn sẽ nhập vào email của những người mà bạn muốn gửi. Ở đây khi bạn chọn vào CC, tức là bạn đã tạo ra bản sao của các email gửi cho nhiều người cùng lúc và người nhận sẽ thấy được danh sách tất cả những người cùng nhận được email này. Bạn chỉ sử dụng tính năng CC để gửi email khi không cần bảo mật thông tin và danh tính người nhận được email và nhấn vào gửi. Ở đây mình sẽ tạo một mail khác. Ở đây khi mình chọn vào BCC, tức là mail này sẽ được gửi cho nhiều người cùng một lúc, tuy nhiên người nhận sẽ không biết được danh sách những người cùng nhận được email này. Bạn sử dụng tính năng BCC này để gửi email khi cần bảo mật thông tin, danh sách người nhận được email. Sau đó chọn vào gửi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách gửi email cho nhiều người bằng CC và BCC trong Gmail. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và subscribe kênh Công ty Mật mã của chúng mình để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo.